chưa? Tính, à, tính đi chưa, tính đi xong chưa, bấm máy tính thế à, tính xong chưa, tính đi xem là bao nhiêu. Hàm trên riêng, hàm dưới riêng nhá, bởi vì có thể là trong trường hợp mà mình làm dễ ấy, mình có thể tính riêng ra mỗi cái một cái. Rồi. Tính riêng từng cái là bao nhiêu anh? Ví dụ như là khoảng anh cần làm đều là bao nhiêu này, khoảng anh cần làm phẳng là bao nhiêu này, và khoảng anh cần kéo lùi là bao nhiêu này. Đấy. Ai cần hỏi thêm gì thì cứ hỏi nhá, đề bài cho từng đấy. Đây là cách của mình làm nhé, còn một số bác có thể là có những cách hay hơn. Đấy, tuy nhiên mình vẫn đang làm cách này. Ngày xưa mình chỉ là mỗi làm đều làm phẳng cho nên mình bị lỗi. Sau mình tính làm đều làm phẳng kéo lùi nữa, mình tính gộp vào đó luôn, sau mình thấy nó dễ hơn nhiều. Đây mình chia sẻ cách mình làm thôi, cách mình làm lâm sàng thôi. Thì bác nào là toán ngành thì tính vài phút là xong thôi. Anh em ngồi có người tâm sự rồi. Đấy, có mấy bác làm xong hết rồi, trong cả hai hàm rồi. Các bác là bây giờ bắt đầu xem ở bút ở đâu để viết. Đôi khi cầm bút thấy ngượng tay không? Nghe làm toán bắt ngồi tính cộng lại nhỉ. Đấy, khi mình chia nhỏ ra nó dễ hơn nhé. Ngày xưa mình cứ ước lễ lượng rồi bệnh nhân này cần từng này khoảng. Thế thực ra mình cứ nói như vậy thôi, gọi là theo kinh nghiệm của mình. Những kinh nghiệm có khi đúng khi sai đúng không? Có khi ghi rõ ràng ra cần bao nhiêu cái để làm gì rõ ràng ra, hạch toán kinh tế rõ ràng đúng không? Kiểu lương tháng vợ cho 3 triệu thì mấy triệu tiền xăng, mấy triệu tiền cà phê, mấy triệu tiền ăn các kiểu ấy. Phải tính rõ ràng ra xem có đủ hay không nhé. Xong chưa? Chị xong chưa? Chưa, thì chị tính được cái gì rồi? Cho em xem nào. Chưa tính gì cả. Làm đi, phải làm. Không nói cái này mình chưa nói đúng hay sai nhé. Nhưng quan trọng nhất mình phải làm. Mình làm nó mới quen được. Cho hôm sau mình mới làm được. Còn nếu mình không làm thì rất là khó, rất rất khó luôn. Mình học nhiều nhưng mình không làm rất là khó để mà tiến bộ được nha. Nhưng mình chỉ cần làm một vài lần thôi là lần sau thế rất là nhanh. Thầy ví dụ một bài này. Ok, ví dụ một bài này nhá. Ví dụ em thấy mấy anh tính xong rồi đấy. Ví dụ hàm trên mình ước lượng thiếu khoảng mấy mm ạ? 6. Ok, 6 cũng được nhá. Mấy cũng được. Mình cứ có con số cái đã. Hàm trên thiếu khoảng 6 mm này. Thế mình cần 6 mm để làm đều là phẳng đúng không? Thứ hai, ok, cứ cho anh như thế này không đi. Hàm dưới thiếu khoảng mấy ly ạ? 14, 15, ok, cứ ghi 14 được nhá. 14, 15 đều được, ok. Cứ có một con số ra. Hàm dưới, lúc nãy mình đề bài có cho là không cần kéo lùi hàm dưới đúng không? Cái khoảng cần để kéo lùi là bao nhiêu? 0 x 2 đúng không? Ok chưa? Đó, cái này 6 x 1, 14 x 1 này. Hàm trên, thế hàm trên mình cần kéo lùi mấy? Hàm trên cần kéo lùi mấy ly? Tại sao 5, tại sao 6, tại sao 12? Không, chưa nói chị nhổ răng, chưa nói gì nhổ răng. Cái này là tính xem mình cần bao nhiêu khoảng đã. Cần kéo lùi mấy ly á? 6 ly. Thế cần mấy ly khoảng? 12. Tại sao cần kéo lùi 6 ly? Tại sao phải con số khác mà tại sao là số 6? Tôi chia 6 thì cần kéo lùi 6 ly, chắc chưa? Chia 6 kéo lùi 6 ly thì thành gì? Nên nhưng mà 6 cắn chia 6 kéo lùi 6 thì thành gì? Đối đầu, bệnh nhân có mong muốn đối đầu không? Bác sĩ thích đối đầu không? Đối đầu là kiểu gì? Hai thằng cũng u đầu. Kéo lùi mấy ạ? 3. Kéo lùi khoảng tầm 4 ly. Độ chia này khoảng tầm 20 mét đúng không? Ok không ạ? Hoặc 2 đến 3 ly. Tức là mình kéo lùi khoảng tầm 3 đến 40 mét. Thường thường mình cứ ước tính khoảng tầm 4 ly đi, kéo nhiều một xíu. Được chưa ạ? Không phải 6 nha. Độ cắn chia 6 ly thì mình kéo 4 ly thôi. Kéo 6 ly thành đối đầu. Mọi người hình dung không ạ? Đúng không? Nếu hàm dưới giữ nguyên đúng không? Mình muốn cải thiện cái này. Đây đang nói hàm dưới giữ nguyên nhá. Nó không có thay đổi gì cái đăng cửa hàm dưới cả. Đó. Thì cái này phải là kéo lùi 40 mét. Thì khoảng cần là 4 x 2 bằng 8 đúng không ạ? Được chưa? Thế tổng khoảng cái này là mấy? Cái này tổng khoảng là mấy? Ví dụ đây là 14 hả này. Đúng không? Cái này
14. Đó, tức là hàm trên cần 14 mm khoảng, hàm dưới cần 14 mm khoảng. Hay sao là cái khoảng này tính tạo ra bằng cách nào? Tí tính sau, được chưa? Đầu tiên mình cứ tính khoảng cần tạo ra. Ừ, tôi thiếu từng này tiền đã. Ông còn việc là ông cấp được cho tôi hay không được việc khác, đúng không? Được chưa? Đây là mình cứ tính cái đã nhá. Đó. Rồi ok, ví dụ những ca như vậy. Rồi, một ca khác. À. Ví dụ trong trường hợp này, bệnh nhân thấy là hàm trên hàm dưới, bệnh nhân chỉ muốn là làm đều của các răng thôi. Bệnh nhân chỉ muốn làm đều của răng thôi. Đồ ăn chia này cần cải thiện không? Như này, ví dụ nếu mình kéo hàm trên, kéo hàm trên hàm dưới vào không? Nếu bệnh nhân thấy ok, bên ngoài là nó được rồi, không cần kéo lùi thêm. Bệnh nhân bảo ủa em muốn giảm một loại khác nha. Còn nếu trong trường hợp này, đồ ăn chia bình thường, giả sử là hàm trên hàm dưới mình đều không kéo lùi vào, đúng không? Đó, thì khi đó mình tính lại xem ví dụ bệnh nhân này cần bao nhiêu khoảng. Coi như cái này vẫn là không nhá, coi như cái này là không được con speed bình thường. Thì cái này mình chỉ là tính độ thừa thiếu khoảng thôi. Thế hàm trên cần bao nhiêu, hàm dưới cần bao nhiêu. Và giả sử bệnh nhân này muốn không, em vẫn muốn kéo răng cửa vào 1 mm nhé. Giả sử muốn kéo cái răng cửa dưới vào 1 mm thì mình tính xem cần kéo hàm trên bao nhiêu và hàm dưới bao nhiêu. Giả sử như vậy, muốn kéo lùi, mình muốn kéo lùi răng cửa dưới vào 1 mm đi, kéo nó khác khác tí tí. Tính cái nào tính nha, tính xem. Đây, giả sử ban đầu đồ ăn chia bệnh nhân là 20 mm rồi, 20 mm. Thế này chắc không được. Thay đổi đồ ăn chia chắc 1 ly thôi, đồ ăn chia. Giả sử đồ ăn chia là 1 mm nha. Đồ ăn chia này, ăn chia là 1 mm đi. Cái cắn chìa 1 mm, kéo lùi hàm dưới vào 1 mm thì hàm trên lại như thế nào? Đấy, đấy. Mà đây bệnh nhân này cắn chìa nó hơi thấp. Đây là bắt đầu nghĩ em chút xíu. Nhạt nhạt. Một cách như đây, cách rất đơn giản nhé. Mình kèm theo độ cắn chìa của bệnh nhân đúng không? Giả sử hàm dưới mình tính là kéo lùi 1 mm thì hàm trên mình lại kéo lùi bao nhiêu. Đó, một cách rất là dễ. Tí nữa nói một số cách khác để mình xác định xem cần kéo lùi răng cửa bao nhiêu nhé. Thực ra mình học hết rồi, nhưng mà đôi khi là mình tổng hợp lại nó hơi khó một chút xíu thôi. Ước lượng khoảng mấy? Các bác tập tính nhầm. Mình ghi ra có chí là có ghi ra cái sau hôm sau là để ấy được hơn. Ví dụ hàm trên này kéo khoảng mấy ly ạ? Mấy ạ? 7 ly, 9 ly, ok. Cái con số thứ ba mình chưa nói đúng sai nha. Đúng sai chính xác nhất là mình phải đo mẫu hàm đúng không? Có ước lượng mỗi người khác nhau. Hàm dưới thì sao ạ? 15, 16. Ok, mấy, khoảng 15, 16 ly đúng không? Thế nếu như hàm dưới mình kéo lùi 1 mm thì hàm trên mình cần kéo lùi bao nhiêu? Mấy ạ? Đồ ăn chia là 1. Kéo 3. Hàm trên kéo mấy? 3. Có người bảo 1, có người bảo 3. Thế mấy? 2. Kéo mấy? Giữ nguyên. Giữ nguyên, không kéo. Trước sau như một này, trung thủy. Có hai đáp án khác nữa không? Thôi, lớp mình nhiều người như vậy, mỗi người mặc cảm cái. Thế tóm lại chốt bao nhiêu? Ai đồng ý là 1, kéo lùi 1 ly. Một người, ai đồng ý kéo lùi? 2 người rồi. Ai đồng ý kéo lùi 3 ly? 2 người. Ai đồng ý kéo lùi 2 ly? 2 người. Ai đồng ý là 0? 5 người. Ok, từng trường hợp. Nếu bây giờ đồ gắn chìa 1 mét, kéo lùi 1 ly thì sao? Đang đồ gắn chìa 1 mm mà kéo lùi 1 ly thì sao? Kéo lùi hàm dưới mà. Đây hàm trên mà. Ok. Hàm dưới kéo lùi vào 1 ly được đúng không? Ok, hàm trên kéo lùi 1 ly nữa thì sao? Thì đối đầu. Thì nó vẫn như thế này đúng không? Hàm trên 1, hàm dưới 1 thì nó vẫn giữ nguyên này. Thế đồ gắn chìa vẫn là 1, tốt không? Đấy, tức là nó sau này vẫn có sang chấn cấp cắn, cái này vẫn bị hở này. Đúng chưa? Đồ gắn chìa khoảng tầm 2 đến 3 mm.
Nếu hạt tiền lùi một ly, hạt dưới lùi một ly thì nó vẫn giữ nguyên này đúng không ạ? Tương quan không đổi đúng không ạ? Thì nó vẫn bị như này, đúng chưa? Ok, hạt tiền kéo lùi 3 ly, hạt dưới kéo lùi 1 ly thì sao? Cái này 1 này, cái này 3, đúng không? Thế này đồ gắn chia thành bao nhiêu? Âm 2. Âm 20m sẽ thành gắn ngược đúng không? Bệnh nhân thích điều này không? Sao lại chuyển bệnh nhân đi làm mấy cái đạp sứ? Thôi em làm mấy đạp sứ này cho đẹp đúng không? Kéo lùi hạt tiền 2 ly thì sao? Hạt tiền 2 ly thì sao? Kéo lùi 2 ly thì sao? Đó, thành âm 1 đúng không? Bắt đầu cái này 2 mà em 1, ok, thành đối đầu đúng không? Thành đối đầu. Hạt tiền kéo lùi 0 thì sao? Thì gắn chia thành mấy? Thành 2. Cái trường hợp này hạt tiền giữ nguyên, được chưa? Mà hình dung không ạ? Để làm sao mình đạt được độ gắn chia của mình là sau cùng khoảng tầm 2 đến 30 mét nha. Nếu ban đầu độ gắn chia lớn này, gắn chia nhiều thì thường thường mình kéo lùi khoảng tầm 20 mét này. Còn nếu ban đầu bệnh nhân gắn chia ở gắn đối đầu này, tức là có gắn chia ít này hoặc gắn đối đầu thì thường thường mình để cho khoảng tầm 3 ly. Sau nó có tái phát một xíu này vẫn là ok, vẫn đẹp, được chưa? Đó, tức là mình làm quá một xíu, trường hợp này hạt tiền giữ nguyên, được chưa? Hàm dưới lùi vào 1 ly thì sẽ thành là độ gắn chia khoảng 2 ly. Đó, hoặc là hàm tiền đẩy ra chút xíu. Đó, ví dụ ở đây chẳng hạn, mình cần khoảng hàm tiền là mấy? Có mỗi cái này thôi đúng không? Hàm tiền là mình cần khoảng tầm 7 đến 9mm này. Hàm dưới cần là, đây là thành mấy? À, nhân 2 đúng không? Cái thành là 15 cộng 2, 17 này. Đến 18mm đúng không? Đó, ví dụ thấy thôi. Nhiều hay ít? Hơi nhiều nhỉ. À, rồi, ok, tí tính sau nhá. Tí tính sau là cái đấy mình để làm gì? Làm gì để có khoảng vậy? Đầu tiên ước lượng đã. Được chưa? Mọi người hình dung được phần này không? Rồi, có một cái khác nữa từ nãy giờ chả thấy ai hỏi, tức là làm sao biết kéo lùi được cửa mấy ly? Cái này dễ không? Khoảng cần là làm đều dễ không? Mình đo đúng không? Hôm trước mình đo gì ạ? Đo độ tính khoảng này đúng không? Đo rồi. Dễ không? Hoặc mình ước lượng được này, làm phẳng mình đo được ống speed mình biết được đúng không? À, nhưng mà cái này sao? Làm sao biết kéo lùi được cửa mấy ly? Tính độ nhô của môi. Độ nhô gì ạ? Rồi, thứ nhất là đo độ nhô ở môi. Giả sử môi trên của mình, ví dụ bình thường là môi đáng lẽ nằm đây, nhưng mà cái nhô môi của mình nhô hơn so với bình thường 20m, thì bây giờ mình làm nào? Thế bây giờ mình tính cái nó lùi đến cửa thôi nhá. Nếu giả sử môi của mình nó nhô ra 20m so với bình thường thì mình làm nào? Làm nào ạ? Thứ nhất là nhìn từ bên ngoài đúng không? Mô mềm là theo cái độ nhô của môi. Ok, thì mình kéo lùi bao nhiêu? Thứ nhất là mô mềm này, phân tích mô mềm đúng không? Trước có cái rồi, độ nhô của môi trên, độ nhô môi dưới. Môi nhô 20m so với bình thường thì mình cần kéo lùi môi mấy mm? Thứ nhất cần kéo lùi môi mấy mm? Thì nó nhô 2 ly mình cần kéo lùi 2 ly đúng không? Đúng chưa? Nếu môi kéo lùi 2 ly thì cần là kéo răng vào mấy ly? Từ môi phía răng này. Răng 2 ly. Răng mấy ly? Răng 2 ly, răng 2 ly vào thì môi vào 2 ly, ok không? Nghe vẻ dễ nhỉ? Gấp đôi lên, răng phải gấp đôi lên. Được chưa? Răng vào khoảng 20m thì môi đi khoảng tầm 1 ly thôi, trong trường bình thường. Còn nếu có khi môi dày ấy, nó không đi vào mấy đâu. Được chưa? Thường thường gấp đôi lên. Răng đi vào 20m thì môi đi vào khoảng 1 ly thôi, đây là giá trị thường thường ha. Thế đây là cách rất là dễ để tính. Cái này mình phân tích được không? Phân tích mô mềm một chút nhớ không ạ? Nhớ không? Bắt đầu cười tí xíu. Có mấy cái đường thẩm mỹ đúng không? Đường từ thứ nhất đường S này, từ giữa đỉnh mũi đến phần cằm này không? Mình so sánh độ nhô của môi với phần đó đúng không? Hoặc thứ hai đường E đây. Đúng không ạ? Thường thường với người Việt Nam ấy thì hai môi nằm trước đường S chút khoảng tầm 2 ly đúng không? Với đường E thì thường thường hai môi của mình nó. Được chưa? Đó, người phương Tây hai môi nằm đến đường S. Tức từ giữa đỉnh mũi đến cái phần cằm. Nhưng như người Việt Nam mình nhô khoảng tầm 2 ly. Thế tự nhiên bây giờ mình đo là môi nhô khoảng 4mm cho đường S. Thì mình cần nghĩ là ở kéo lùi khoảng 20m không? Mình hình dung không ạ? Đó, thì ok là môi đẹp đúng không? Hoặc cách thứ hai là mình làm mô phỏng trên cái gì ạ? Thì mình quét xếp này, làm kéo lùi môi như vậy thì bệnh nhân thấy đẹp không? Nếu bệnh nhân thấy đẹp rồi, ok, em chốt phương án này. Thì mình xem là trên đó mình mô phỏng cho bệnh nhân môi nó lùi bao nhiêu thì nó đẹp. Hình dung không ạ? Ví dụ bệnh nhân thấy phương án thứ nhất là mình kéo lùi mình thấy là môi nó lùi 20m, bệnh nhân thấy đẹp lắm rồi. Mình kéo 30m không em thấy bó, mình kéo 1m em thấy hôi chẳng hạn. Ok, mình chốt phương án đây đúng không? Để sau đó mình đoán ra rằng có thể không đúng 100% nhé, nhưng khoảng gần đúng. Đó, thường thường là đây là công thức răng nhân 2. Răng nhân 2 thì cần bao nhiêu khoảng? Nếu môi vào 2 ly này thì răng vào mấy ly? 4. Thế cần bao nhiêu khoảng? Cần
khoảng mấy ạ? Cần bao nhiêu khoảng? Thấy chưa? Thấy chưa? Chắc gì đúng, chắc vừa tính xong. Kéo lùi rằng bao nhiêu nhân đôi đúng không? Đó là 8. Nhân 2 nữa. Tới khoảng môi kéo lùi này mình nhân 4 lần lên. Được chưa? Thì đấy là cái khoảng mình cần để kéo lùi đóng cửa. Ok chưa? Đây là cách thứ nhất nha. Thứ nhìn theo phần mềm. Nhìn theo phần mềm môi. Được chưa? Độ nhô môi này. Thứ hai, răng thì mình nói độ cắn chìa đúng không? Mình nhìn nếu như trong trường hợp mà giữ nguyên hàm dưới thì mình kéo lùi hàm trên bao nhiêu, hoặc là hàm dưới lùi bao nhiêu thì hàm trên nó phải nhiều hơn bao nhiêu, ít hơn bao nhiêu để độ cắn chìa được khoảng tầm 2-30 mét. Được chưa? Môi mềm này, răng này, trên bao hàm. Hoặc là hôm trước mình có cái chỉ số gì ạ? O1 là trên răng mà phân tích mẫu hàm mà. Răng hay mẫu hàm này. Hôm trước có chỉ số HD không? Đâu, chỉ số có so đâu ạ. HD đúng không? 50% ạ. Rồi, thứ ba là phân tích phim. Phim này gì ạ? Phim mình có những chỉ số nào là mình biết được xem có cần kéo lùi đóng cửa không? Xem đóng cửa có chìa hay cụp. Có ai nhớ cái đấy không? Thứ nhất là với đóng cửa trên này. Đúng không? U1 đi, U1 cũng được, hoặc là mọi người ký hiệu là 1 trên được. Có những chỉ số gì ạ? Mấy chỉ số? 2 hay 3? 3. Chỉ số gì ạ? Rồi, U1 nữa à, gì nữa không? Mấy có 1? Khoảng cách từ U1. SNA, SNB là gì? Là xương, xương hẳn trên, xương hẳn dưới. Răng mà, răng, đã nói răng. Khoảng từ U1 đến A. U1 đến A, rồi, gì nữa? Bao nhiêu nhớ không, nhớ cái phân tích đấy, lắc đầu hỏi gì, lắc đầu đáng yêu, hỏi đi ăn gì uống gì mà lắc đầu thì đây có khi là hơi vui, đây hỏi thế gì lắc đầu hơi buồn. Thứ nhất là trục răng cửa trên SN này, được chưa, đến đây sau này. Thứ hai là trục răng cửa trên đến NA, và thứ ba khoảng cách từ răng cửa trên đến NA. Đây phân tích standard hôm trước mình học đúng không, có rất là nhiều phân tích khác nha. Tuy nhiên là hôm trước mình học cái phân tích này thì mình dùng cái phân tích này đã. Góc này bình thường bao nhiêu độ? 103. Bao nhiêu? 1 mấy? 103. Ok, 103 đến 105 độ đúng không? Đây này tùy nghiên cứu nha. Ok, mình hay lấy trung bình 103 105 độ. Góc này bao nhiêu? 22. Khoảng 22 độ đúng không? Ok, 22 độ. Khoảng cách này mấy ly? 4 ly. Khoảng 4-6 ly. Mình xem một chỉ số, giả sử mình đo góc này 120 độ thì mình cần kéo lùi bao nhiêu độ để nó trở về bình thường? 120 độ, mình kéo lại 17 độ. Nào, khoảng tầm 15-17 độ đúng không? Thế mình trừ ra thôi. Hoặc ví dụ đo góc này 36 độ hả? Mình cần kéo bao mấy độ? 36, 13. 14. 36 trừ 22 mà. Đúng không? Nào, hoặc là khoảng cách này, mình đo khoảng cách 10 ly thì mình cần kéo lùi mấy? 4-6 ly, trung bình là 5 ly đi, đúng không? Đây là cách để mình tính nha. Một là mình có thể dựa vào các góc, góc có đẹp chẳng hạn, hoặc là thứ hai là mình dựa vào khoảng cách này, có thể dựa vào cả hai. Thứ nhất, dựa vào khoảng cách thì dễ đúng không? Dựa vào khoảng cách thì dễ nhất, mình cần kéo lùi mấy ly đúng không? Là chuẩn nhất đúng không? Được chưa? Thứ hai là ok, mình dựa vào góc thì tính bằng cách nào? Dựa vào góc tính bằng cách nào? Nhiều góc tính bằng cách nào? Mình thấy đo độ tính lệch của nó nha, đo độ tính lệch của nó với cái răng của mình, độ tính lệch với cái chỉ số chuẩn. Như ban đầu, biểu trên phim nhé, xem lên phim. Đây ví dụ cái này chẳng hạn, ví dụ góc như thế này đúng không? Mình thấy ok, bệnh nhân này thì răng không nhô lắm. Đây ví dụ trục răng này nó hơi chìa này. Để mấy nào có chỉ số đi. Mấy phim này không phân tích đâu. Ok, ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn, mình thấy trục răng nó chia so với các mặt bằng này, SN này, NA các kiểu này. Ví dụ, thôi, bây giờ tôi muốn đi vào 15 độ. Thì bây giờ làm sao biết được, tùy ra cái khoảng. Ví dụ bệnh nhân này của mình muốn kéo lùi vào 15 độ thì là khoảng tương ứng khoảng bao nhiêu mm? Có tính được không? Đây ví dụ trục răng như này, mình muốn là trục răng như này. Muốn sau này trục răng như này. Hôm nay khoảng 15 độ hả?
tính bằng cách nào, tính bằng cách nào? Trên website có cái thước này. Trên website có thước, ok. Thước nhưng mà nó hơi khó độ đúng không? Cũng được. Thì em trên website xem mình mô phỏng kéo lùi bao nhiêu đẹp. Như lúc nãy mình nói rồi, đây là mô phỏng kéo lùi về môi, đúng không? Môi bao nhiêu? Thứ hai tính này. Bác nào học toán có thể tính không?